Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, từ tháng 5 năm 2016 đến tháng 8 năm 2017, 14 bị can này cùng ngụ tại tỉnh Kiên Giang, Bình Dương và Đồng Nai, lần lượt bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam, thu giữ một lượng lớn ma túy các loại và nhiều phương tiện dụng cụ phục vụ cho việc mua bán sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng này đều là con nghiện đã móc nối với nhau, hình thành nhiều tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy tại các địa bàn huyện Châu Thành, Hòn Đất và thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, làm lây lan tệ nạn nghiện ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Trong đó, các đối tượng đã thực hiện gần 250 lần mua ma túy với giá mỗi lần từ 1 đến 5 triệu đồng, sau đó về chia nhỏ ra bán lại cho các con nghiện khác, với tổng cộng 318 lần thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, phạm tội nhiều lần và tái phạm nguy hiểm, hội đồng xét xử đã tuyên 14 bị cáo với tổng hình phạt là 99 năm 6 tháng tù, trong đó bị cáo có mức án thấp nhất là 2 năm tù và cao nhất là 8 năm 6 tháng tù. Ngoài mức án đã tuyên, tòa buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thu nhập bất chính gần 200 triệu đồng.